Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì các cô đến đây dự lễ phóng sanh với chùa Hộ Pháp. Có chia sẻ gì thêm không ạ? Cái nhân viên gì mà mình đến đây để cúng dường tam bảo à? Lần đầu tiên đến á, rồi nghe cũng biết thầy đã lâu mà chưa có dịp để đến. Thành ra lần này đến thấy rất là niệm Phật, rất là có gì là duyên về tịnh độ. Rất là thấy là hoan hỷ. Tự mình phát tâm làm ha. Chúc cho đạo tràng quý vị tu tập an lạc nha. Rồi niệm Phật dưỡng sanh, làm Phật Bồ Tát của độ chúng sanh ạ. Được hưởng cái công đức phóng sanh cũng như là cái tự trường an lạc ở trong ngôi tam bảo mà người ta có khi phát tâm là niệm Phật. Hôm nay là nhờ những chú chim này trước thì chắc cũng làm tội làm ác là sát sanh hại vật, không biết đâu tránh đâu tà, cho nên là khi mất đi thì yêu cảm làm thành súc sanh, nhưng mà mẹ thai được chủ duyên vô ngôi tam bảo được quy Phật quy pháp quy tăng, cho nên là chúng sanh này nghe danh hiệu Phật trong 48 lời nguyện có Đức Phật A Di Đà thì có một lời nguyện tất cả chúng sanh nghe danh hiệu ta chỉ tâm tình thương thì tới khi mà chung thì Đức Phật A Di Đà được từ một đến mười nguyện. Đức Phật A Di Đà sẽ giúp những chúng sanh này về thế giới thương cực lạc, những chúng sanh này thì được quy Phật quy pháp quy tăng rồi thì cố gắng niệm Phật từ khi mà chung thì niệm được mười niệm, còn niệm mười được mười một niệm tới mười niệm thì chắc chắn rằng Phật A Di Đà sẽ phóng ánh hào quang và tiếp dẫn chúng sanh về thế giới cực lạc nhé. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.